Ngày 5 tháng 6 thảo luận tại tổ về dự án luật nhà ở sửa đổi, các đại biểu Quốc hội khẳng định sự cần thiết sửa đổi luật nhà ở nhằm hoàn thiện các quy định chế tài để xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm chính sách pháp luật về nhà ở. Góp ý thêm về dự thảo luật lần này, nhiều đại biểu đề nghị cần đẩy mạnh phân cấp phân quyền cho địa phương. Theo đó, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh tổ chức xây dựng chương trình phát triển nhà ở để trình Hội đồng Nhân dân cùng cấp thông qua trước khi phê duyệt và triển khai thực hiện chương trình. Đối với ở kỳ họp này, cử tri và qua tiếp xúc với các giới, thì vấn đề nhà ở hiện nay đang là một vấn đề hết sức được quan tâm, đặc biệt là đối với nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp, nhà ở cho công nhân trong các khu công nghiệp. Qua nghiên cứu thì tôi thấy tâm đắc một số cái vấn đề, đó cũng là một số vấn đề của cử tri. Cái thứ nhất là đối với nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, thì luật cũng đã có quy định, có nhiều cái quy định chi tiết. Tuy nhiên theo tôi thì cần phải có một cái quy định trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, trách nhiệm của các tổ chức tín dụng, các tổ chức và làm có thể làm chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, để có một sự phối kết hợp hết sức đồng bộ. Chúng ta có nguồn tài chính, nhưng mà chúng ta cũng phải có những cái cơ chế, có những cái quy trình để từ đó chúng ta có thể triển khai nhanh những cái quy trình xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, và phải có những cái chính sách được công khai hết sức là minh bạch, công bằng, để những cái đối tượng hưởng với chính sách nhà ở xã hội và nhà ở công nhân được tiếp cận một cách nhanh nhất với những cái chính sách, với những cái gói hỗ trợ, để từ đó cái đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp và cho công nhân đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ đi vào cuộc sống, để giúp cho người có thu nhập thấp, người công nhân ổn định nhà ở, từ đó góp phần thêm phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Theo đại biểu Trần Hoàng Ngân, dự thảo luật nhà ở sửa đổi cần có chính sách hỗ trợ phát triển loại hình nhà trọ, đảm bảo an toàn, thuận tiện cho người lao động. Điều này sẽ giúp huy động được nguồn lực xã hội trong việc xây dựng, tạo lập quỹ nhà ở cho người lao động. Bên cạnh đó, đại biểu lưu ý, nếu chỉ quy định hướng đến công nhân trong các khu công nghiệp, khu kinh tế, thì sẽ bỏ sót hàng triệu đối tượng khác cũng rất cần được hỗ trợ. Ở thời điểm này, chúng ta tập trung cái nguồn lực, tập trung cái nhân lực, chúng ta rà soát các cái quy hoạch một cách nhanh nhất, rà soát các dự án một cách nhanh nhất, để chúng ta thu hồi những cái dự án, những quy hoạch mà chúng ta không có khả năng triển khai trong 5 năm hay 10 năm tới. Bởi vì hiện nay có những dự án mà chúng ta có thể treo 10 năm, 20 năm, 30 năm. Người dân ở trong khu vực đó người ta rất là muốn xây dựng. Bây giờ nếu mà chỉ cần cởi trói một cái, xóa cái quy hoạch treo chỗ khu vực đó một cái, thì các anh chị thấy là người dân mình sẽ đầu tư xây dựng, sửa chữa nhà, nâng cấp nhà rất lớn. Và như vậy chúng ta nhanh chóng rà soát và chúng ta vừa phát triển kinh tế, chúng ta giải quyết về an sinh xã hội, chúng ta làm bộ mặt đẹp hơn, người dân vui hơn, có nhà cửa khang trang hơn. Liên quan đến quy định Ủy ban Nhân dân tỉnh thành phải lập kế hoạch phát triển nhà ở theo nhiệm kỳ hoặc hàng năm, đại biểu Văn Thị Bạch Tuyết cho rằng chỉ nên tập trung lập kế hoạch phát triển nhà ở xã hội, nhà lưu trú cho công nhân, nhà cho người thu nhập thấp, tức là những đối tượng mà nhà nước cần phải hỗ trợ thôi. Chứ đưa cả nhà ở thương mại vào thì vừa không chính xác, vừa không cần thiết và làm chậm trễ tiến độ các dự án. Đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng, cải tạo chung cư cũ, đại biểu góp ý quy định về thủ tục công nhận chủ trương đầu tư. Sau khi đã công nhận chủ đầu tư cũng là không cần thiết, cần lược bỏ để việc triển khai các dự án loại này thuận lợi hơn. Từ thực tiễn của thành phố Hồ Chí Minh, đại biểu Nguyễn Minh Hoàng cũng cho rằng nhiều tồn tại của thành phố Hồ Chí Minh sẽ không xử lý được nếu thực hiện theo dự thảo luật này. Theo đại biểu, ít nhất trong vòng 5 năm nữa chưa thể nào đáp ứng được nhu cầu nhà lưu trú công nhân, nhà cho người có thu nhập thấp, nên rất cần chú trọng phát triển nhà trọ, nhà cho thuê. Khu nhà trọ hiện nay đóng vai trò rất là quan trọng, mà đúng theo cái tinh thần của đảng là huy động mọi nguồn lực, huy động các thành phần kinh tế tham gia vào việc là xây dựng nhà ở, hỗ trợ nhà ở người lao động. Cho nên tôi nghĩ rằng là cái vấn đề nhà trọ cần phải đưa vào luật. Và từ đó chúng ta chuẩn hóa các khu nhà trọ này để vừa là huy động sức dân, nhưng đồng thời để người có thu nhập thấp có một chỗ ở đàng hoàng,
đảm bảo được an ninh, đảm bảo được an toàn, đảm bảo được vệ sinh môi trường, đảm bảo được phòng cháy chữa cháy. Và chúng ta có chính sách hỗ trợ cụ thể cho việc xây dựng các cái khu nhà trọ này, thì đó mới đúng là cái việc huy động sức dân trong việc chăm lo. Và tôi nghĩ rất là cần cái việc nhà trọ cho người lao động. Trong phiên làm việc tại hội trường, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, dự thảo luật tiếp tục đẩy mạnh phân cấp phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, chuyển trọng tâm từ quản lý bằng các công cụ hành chính sang sử dụng hiệu quả các công cụ kinh tế để thúc đẩy phát triển nhà ở, thiết lập công cụ để kiểm soát quyền lực của cơ quan và người có thẩm quyền trong quản lý và phát triển nhà ở, tăng cường vai trò của chính quyền địa phương trong việc chăm lo nhà ở cho người dân, nhất là nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, khu công nghiệp.